sau đây Tâm Hằng xin giới thiệu đến quý vị phần trình diễn của các bạn trường Diêu Lớp. Xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón có đẹp mắt không? Đẹp trai đẹp gái không?
Ok, xin cảm ơn vũ đoàn Du Đức. Xin tiếp theo để tiếp tục